Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, hôn nhân là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu chọn được người bạn đời phù hợp, sẽ sống hạnh phúc suốt đời, còn nếu bạn chọn không đúng người, kết cục cũng chẳng mấy tốt đẹp. Có câu nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mọi người đều biết rằng khi lựa chọn bạn đời cần phải thận trọng, khi yêu chúng ta rất dễ bị tình yêu làm cho mù quáng. Với câu nói này, nhiều người thường nhanh chóng đi tới hôn nhân mà chưa thực sự thấu hiểu đối phương và những điều đó họ phải đối mặt trong hôn nhân để rồi nhận ra người kia không phù hợp trở thành bạn đời của mình. Cuộc sống rất ngắn ngủi và tuổi trẻ chỉ đến một lần, chính vì vậy hãy chọn bạn đời một cách cẩn thận. Dựa theo tử vi học, có thể phán đoán một số những nét tính cách tương đối đối lập giữa 12 con giáp để có thể nhận biết những con giáp nào không nên lấy nhau, kẻo sẽ mang đến đau khổ cho nhau. Vậy trong 12 con giáp, những con giáp không nên kết hôn với những tuổi nào? Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những tuổi mà 12 con giáp không nên kết hôn cùng. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất là tuổi Tý. Người tuổi Tý không nên kết hôn với người tuổi Ngọ, bởi người tuổi Ngọ luôn thích làm theo ý mình, chẳng quan tâm đến cảm giác của người khác. Cho dù bạn có đối xử với họ tốt đến đâu, họ cũng sẽ không để ý. Yêu một người như vậy rất dễ chuốc lấy phiền não vào người. Thứ hai là tuổi Sửu. Tuổi Sửu nên tránh kết hôn với người tuổi Dần hoặc tuổi Mùi. Tuổi Dần năng động, không chịu ở yên một chỗ, rất không phù hợp với những người luôn hướng tới một cuộc sống ổn định như bạn. Còn người tuổi Mùi kiêu ngạo, thích lấy mình làm trung tâm, có quan điểm sống không phù hợp với tuổi Sửu. Thứ ba là tuổi Dần. Người tuổi Dần không nên kết hôn với người tuổi Dần vì hai người đều có cá tính quá mạnh mẽ, khó có thể thỏa hiệp với nhau nếu bất đồng xảy ra. Những người tuổi Dần thích hợp để cùng hợp tác làm ăn với nhau hơn, như vậy sự nghiệp sẽ phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn. Thứ tư là tuổi Mão. Người tuổi Mão không phù hợp kết hôn với người tuổi Dậu bởi người tuổi Dậu không chú ý cách ăn nói, dễ khiến cho một người nhạy cảm như tuổi Mão cảm thấy tổn thương. Nếu ở bên nhau, hai người sẽ thường xuyên tổn thương lẫn nhau, quan hệ vợ chồng cũng sẽ xảy ra xa cách. Thứ năm là tuổi Thìn. Người tuổi Thìn không nên đến với người tuổi Tuất hoặc tuổi Sửu vì hai con giáp này đều không thích ca ngợi người khác, khó lòng có thể thỏa mãn lòng ham hư vinh của bạn. Cho dù bạn có ước mơ vĩ đại đến đâu, họ cũng sẽ không thấu hiểu, không ủng hộ vì cảm thấy thiếu thực tế. Thứ sáu là tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ không nên kết hôn với người tuổi Tý, Ngọ, Hợi. Bởi người tuổi Tý là người đầu óc logic, hai người ở bên nhau sẽ rất dễ xảy ra bất đồng quan điểm. Còn người tuổi Ngọ và tuổi Hợi có tính cách thẳng thắn, không thấu hiểu được một người giỏi ứng biến như bạn. Thứ bảy là tuổi Ngọ. Trong 12 con giáp thì tuổi Ngọ nên tránh kết hôn với người tuổi Sửu bởi tính cách của hai người không giống nhau, quan điểm sống cũng có nhiều khác biệt. Hai người khó có thể thấu hiểu được suy nghĩ của nhau, chuyện trao đổi cũng thường xuyên rơi vào bế tắc. Thứ tám là tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi tránh kết hôn với những người tuổi Mùi bởi hai người đều hay suy nghĩ nhiều, sợ sự thay đổi. Nếu sống với nhau, cuộc sống của hai người sẽ rất nặng nề, khó có được sự phát triển. Một khi đối diện với vấn đề nào đó, cả hai đều sẽ rất bi quan. Thứ 9 là tuổi Thân. Tuổi Thân tránh đến với người tuổi Thân hoặc tuổi Dậu. Hai người tuổi Thân đều có tính cách hiếu động, khiến gia đình không thể nào ổn định. Còn người tuổi Dậu thường không chú ý cách ăn nói, khiến người khác cảm thấy phản cảm. Một người kiêu ngạo như bạn khó có thể chấp nhận được. Thứ 10 là tuổi Dậu. Tuổi Dậu không nên kết hôn với người tuổi Tý, Thân, Tuất. Bạn là một người rất hay soi mói nên đặt ra nhiều yêu cầu cao cho nửa kia. Người tuổi Tý quá mức cẩn thận, người tuổi Thân lại không đáng tin, người tuổi Tuất tình cảm không ổn định đều có thể khiến bạn cảm thấy khó chấp nhận. 11 là tuổi Tuất. Người tuổi Tuất tránh đến với người cùng tuổi hoặc người tuổi Tỵ. Nếu hai bạn tuổi Tuất cùng ở bên nhau, cuộc sống gia đình không ổn định, dễ xảy ra tranh chấp vì những chuyện nhỏ. Còn với người tuổi Tỵ thì có tính giảo hoạt, khiến bạn cảm thấy khó có thể đặt lòng tin. Tuổi Hợi. Tuổi Hợi không hợp với tuổi Thân, Tỵ, Mùi, Dậu. Bạn là những người thật thà, thường không phù hợp với những người khôn khéo như tuổi thân hoặc tuổi tỵ, còn với người tuổi mùi hay chần chừ, do dự hay người tuổi dậu ham hư vinh đều khiến bạn cảm thấy khó gần. Quý vị thân mến, việc tìm được người phù hợp để kết hôn là điều vô cùng quan trọng. Nhưng để cuộc sống vợ chồng được hạnh phúc, cuộc sống viên mãn, phú quý và tiền tài thì càng phải xem xét đến sự kết hợp của các tuổi sau đây. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tuổi Tý. Đa phần thông thường tuổi Tý kết hợp với Thìn, Sửu, Thân, Hợi, kết cục diễn ra là đa phần tốt đẹp, tình yêu thương ngọt ngào, đầm ấm. Song kết hợp với tuổi Dậu, Tỵ thì thường hay cãi cọ, đau đầu, đôi khi dẫn tới sự đồng sàng dị mộng hoặc tan vỡ trong hôn nhân. Thứ hai là tuổi Sửu. Người cầm tinh con trâu thường kết hợp với người tuổi Tỵ là cuộc hôn phối tương đối đồng ý hợp, vừa đôi phải lứa, mỹ mãn tới đầu bạc răng lông. Ngoài ra, họ còn có thể kết hợp với người sinh năm Dậu, năm Tý, năm Thân, năm Sửu đều có kết cục tốt đẹp, nhiều mỹ mãn. Thứ ba là tuổi Dần. Người cầm tinh con hổ kết duyên với tuổi Ngọ là lý tưởng nhất. Đương nhiên, nếu cả hai hợp với nhau cả về ngũ hành thì thật sự là mỹ mãn. Ngoài ra, nếu kết hợp với những người tuổi Tuất, tuổi Thìn cũng là những mối tình thường có hậu, rất tốt đẹp. Thứ tư là tuổi Mão. Người tuổi Mão thường kết duyên với người tuổi Hợi, tuổi Mùi là hạnh phúc mỹ mãn nhất. Song, tuổi Hợi lại có tính trăng hoa nên tuổi Mão phải điều hòa mâu thuẫn đó thì mới sống với nhau hạnh phúc được. Ngoài ra, tuổi Mão còn có thể kết duyên với một số tuổi khác như tuổi Sửu, có thể sống với nhau bình ổn, song tuổi Mão cần phải chịu khó nhường nhịn theo ý bạn đời. Với người tuổi Mão thì có thể cuộc hôn nhân lý tưởng, song hai người đều phải biết điều hòa mâu thuẫn, nhường nhịn nhau với hạnh phúc được. Với người tuổi Dần, cuộc hôn nhân tương đối hạnh phúc, tuy nhiên chưa hẳn là mỹ mãn kỳ diệu. Với người tuổi Thìn, cuộc hôn nhân thật sự mỹ mãn vì người tuổi Mão thường thông minh, tinh tế, có phẩm chất năng lực ngoại giao, do đó khi phụ tá cho chồng trong sự nghiệp thường rất thành đạt. Song hai tuổi này nếu lấy nhau rất dễ xảy ra xa cách, bởi thực tế phải chủ động về mặt tư tưởng cho khỏi buồn nản, hẫng hụt. Thứ năm là với người tuổi Tỵ thì thường không mỹ mãn, chỉ bình thường, song phải biết lựa lời ứng xử thì mới mong có được hạnh phúc. Thứ sáu, tuổi Ngọ với tuổi Ngọ thì thường rất hạnh phúc. Thứ bảy, với tuổi Thân thì cuộc hôn nhân khá tốt đẹp, đầm ấm. Tuy nhiên, họ phải có biện pháp quản lý người tuổi Thân vì tuổi này hay có tính giao du, xa đầu ấm đấy. Thứ tám, với tuổi Tuất là cuộc hôn nhân khiến cho người đời ngưỡng mộ. Năm là tuổi Thìn. Tuổi Thìn phần lớn kết duyên với tuổi Thân, Tý, Dậu, thường có hạnh phúc mỹ mãn. Đối với người tuổi Thân, người tuổi Thìn thường bị ma lực của tuổi Thân chinh phục, kết cục hôn nhân của họ là vinh hoa phú quý. Nếu kết hôn với tuổi Dậu, cuộc sống cũng rất dễ đâm hoa kết trái. Ngoài ba tuổi trên, tuổi Thìn cũng có thể kết duyên với các tuổi như Dần, Mão, Hợi. Riêng tuổi Hợi hay có tính đào hoa, do đó người tuổi Thìn phải lựa thời ứng chế thì tuổi Hợi suốt đời sẽ hy sinh cho sự nghiệp của mình. Nếu hai tuổi Thìn cùng kết duyên thì tuổi trẻ lại hay tranh cãi, có trục trặc, đến trung niên hòa thuận may mắn, khi về già lại hòa hợp, yên ổn. Đó là cuộc tình duyên đồng tuổi trước buồn sau vui. Thứ sáu là tuổi Tỵ. Với những tình duyên tốt đẹp nhất đối với người tuổi Tỵ vẫn là các tuổi như tuổi Dậu, tuổi Sửu là hạnh phúc mỹ mãn trọn vẹn. Đối với các tuổi như Mão, Thìn, Ngọ, Tuất, nếu kết hợp nhân duyên với tuổi Tỵ, nhiều khi diễn ra thuận lợi, kết thúc có hậu, nhưng phải hợp ngũ hành sinh xuất mới là cặp nhân duyên tương hợp. Thứ bảy là tuổi Ngọ. Về tình duyên, người tuổi Ngọ kết hợp với người tuổi Dần là hợp cách. Một cặp vợ chồng như thế, họ thường kính nể nhau như đối với khách. Tình cảm của họ san sẻ cho nhau thật mỹ mãn, cả hai đều có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long, con cháu của họ cũng khá thịnh vượng. Nếu hai tuổi Ngọ kết hợp với nhau cũng là mối tình nồng cháy, họ hiểu nhau, có niềm vui nỗi buồn giống nhau, dễ dàng san sẻ cho nhau. Tuy nhiên, cần phải điều hòa mâu thuẫn thì họ mới mong sống với nhau hài hòa trọn vẹn được. Thứ 8 là tuổi Mùi. Người tuổi Mùi kết duyên với Hợi, Mão, Ngọ thường mà có hạnh phúc rất tốt đẹp. Họ có thể xe duyên với người tuổi Thân cũng có kết cục tốt đẹp như vậy, còn đối với các tuổi khác thì thường ở mức độ trung bình. Thứ 9 là tuổi Thân. Trong số 12 con vật cầm tinh thì người yêu lý tưởng nhất của tuổi Thân là tuổi Tý. Họ có thể sống với nhau tương thân tương ái đến lúc đầu bạc răng long. Nếu kết duyên với tuổi Sửu thì tình yêu ban đầu khá vất vả, nhưng những người tuổi Sửu rất yêu thương, biết hy sinh và nhượng bộ, thậm chí còn tha thứ cho hành động không trung thủy của tuổi Thân, nên cuộc sống của họ vẫn khai hoa kết trái. Nếu kết hợp với tuổi Mão thì tạo ra một cuộc hôn nhân vừa ý, đẹp đời. hoặc nếu kết hợp với tuổi Thìn thì cuộc hôn nhân mỹ mãn như đôi ngọc kết song, công thành danh toại. Còn nếu kết hợp với Ngọ, tuy khó có thể ở lâu dài nhưng đời con cháu lại hưng thịnh, giàu sang. Cuối cùng với người tuổi Thân còn có thể kết hợp với tuổi Tuất, tuổi Hợi thì cuộc tình duyên kết thúc có hậu và gia cảnh có lúc thịnh vượng. Thứ 10 là tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu kết duyên với người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn thường là những cặp đôi hạnh phúc mỹ mãn. Ngoài ra nếu kết hôn với các tuổi Tý, Hợi thì phần đông diễn ra có nhiều thuận lợi suôn sẻ. Còn đối với các tuổi khác như Mão, Thìn, Dậu, Thân về cơ bản không hòa hợp, có nhiều trầm luân, khổ ải, không hạnh phúc. 11 là tuổi Tuất. Tuổi Tuất kết duyên với những người tuổi Dần, Ngọ, Hợi là những cặp hôn nhân hạnh phúc trời cho, tài vận gia cảnh đều thịnh vượng. Ngoài ra, nếu họ kết hôn với các tuổi Tý và tuổi Mão cũng đều hạnh phúc và an bình. Đối với các tuổi Thìn, Sửu, Mùi, Thân, Dậu, nếu kết duyên với người tuổi Tuất đều không có kết cục tốt đẹp, phần lớn là khổ đau và chia ly. 12 là tuổi Hợi. Người tuổi Hợi rất phù hợp với những người tuổi Mão, Hợi, Tý, Sửu, Thìn, Tuất. Với tuổi Mão sẽ là một cặp vợ chồng đẹp đôi, cả hai có thể thích ứng với nhau trong cuộc sống an nhàn ẩn dật. Họ còn có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long, con cháu đều thịnh vượng. Với người tuổi Hợi, họ rất thông cảm với nhau, không có việc lừa dối lợi dụng lẫn nhau, họ có thể cùng lo toan vun đắp nền tảng hạnh phúc, đó là một cặp trời sinh tâm đầu ý hợp. Với tuổi Tý sẽ là cuộc hôn nhân mỹ mãn, nếu cả hai đều làm việc, công tác cùng một nghề như nhau thì tình yêu hạnh phúc của họ sẽ dồi dào theo năm tháng. Với tuổi Sửu tuy không mỹ mãn nhưng có thể hòa hợp sống với nhau được. Với tuổi Thìn thì tình yêu khá hợp nhau, cả hai đều biết chăm sóc, đền đáp cho nhau. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.